mình biết. Ví dụ mà nói thật chị, căn căn của người ta nói thật chị có biết không, rất là nhiều căn. Một là cái căn của người ta gì, người ta làm thầy à, thầy thì nhiều thầy, thầy coi tai, thầy coi bói, làm bệnh làm quản, thầy này thầy kia, nó chắn là nhiều thầy à, mình hỗ trợ cho người ta là gì, người ta làm thầy à, cái đó là mình không có chặn ngăn người ta được, không có quyền nhốt thì người ta. Cô Tám nói là lỗi cho con, não não khô khô phun xì xì, có làm gì sư phụ cũng tha thứ. Hảo hảo sằng sằng si khâm đan 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 nam mô Phật là sao vì sợ chết. Nó là biểu sư phụ dạ thôi. Dạ thưa mẹ, cái bé nói mày kêu thiệt hay kêu giả? Dạ, không, cái này con kêu thiệt. Dạ thưa mẹ, mẹ cho con đi về nhà đi. Thì bắt đầu này bả mới dục nguyên một cái khăn màu lụa, màu lụa màu trắng đó con, dục qua biểu con nắm đi. Thì cô Tám nắm cái khăn màu lụa phẳng phẳng vậy là bả bay một cái dù là qua một cái bên sông. Qua một cái con sông rồi đó, thì cô Tám mới... nó đơn giản, nó không có là bao nhiêu người khác. Tại vì là mình nó là tu tập thường ngày, tức là cô chỉ thường ngày là có cái rảnh rỗi thì cô thiền tịnh. Cô tịnh thiền để cho mình nó là được mở mang trí tuệ. Một là nhẹ cái tâm, hai là cái trí tuệ mình cho nó sáng, để cho mình gặp được những cái điều hay tốt đẹp. Anh đang quay. Đó, thì cái lúc đó là nó trắng ra, thì cô Tám khi còn nhỏ thì cô Tám không có minh mẫn, tức là cô Tám là thuộc gì là kêu bằng cái trí tuệ của mình nó không có, và cho nên là mình không được đi học chữ, tức là trí tuệ mình nó không có, học quên, học trước thì quên sau, học học rồi bỏ, học rồi bỏ không có nhớ, rồi cho nên người ta mới đặt cô Tám là Út Khùng, tại vì Tám nó khùng một thời gian. Dạ, như vậy là người đời hay gọi cô Tám là Út Khùng. Đúng rồi, tại vì tại cô Tám khùng một thời gian, cho nên là cô Tám không có biết cái gì mà để cho mình nó là cái minh mẫn, cái ánh sáng của mình nó không có, con hiểu không? Dạ. Tức là nó mất tiêu chân rồi, con nói rồi, cũng như là không, chỉ có cái biết ăn rồi biết ngủ, biết ăn biết ngủ thôi, chứ chẳng có biết cái gì mà để cho mình nó là được cái thông minh, mà cái được cái phong thái là như bao nhiêu người khác. Dạ. Đó, thì một thời gian đó là Tám đau chặn nặng, một chặng nặng đau lắm, có thể là đau lắm. Thì cô Tám ấy, con biết ngày xưa thì cha gia đình mình thì đi kinh tế mới rất là nghèo, thì cho nên nó là mình nằm ngủ trong gách đó, thì cô Tám nó đã chết rồi, nó không còn sống nữa, là bệnh nó đã mất rồi chứ không còn sống. Thì cô Tám mới sức hồn đi ra rồi, thì cô Tám mới ngồi một cái bờ sông, ngồi một cái bờ sông đó, rồi cô Tám mới khóc. Là mình không biết đường đi về nhà, có biết sức hồn ra là mình đâu có đường đi về nhà đâu, đâu biết đường đi về nhà. Thì cô Tám mới là cả là ngồi khóc, có cái bà đó, bà bạn nguyên một bộ đồ màu nâu, mới tóc cao như cô Tám này nha, bà nguyên đồ nâu, mang cái bị nâu. Bà mới ngồi mà nói tại sao mà con ngồi lại con khóc. Cái cô Tám mới nói, bà ơi con đi lạc đường rồi, giờ con không biết đường về nhà, con ngồi đây con khóc, bây giờ con biết sao gì à. Bà mới biết con dòm quanh sông coi, trời ơi con ơi, dòm mà cái sông nó hải hùng tha thiết, làm sao con đi về bà được. Cô còn khóc thêm, cái lúc đó mình chỉ biết khóc thôi chứ không biết nói hết trơn. Tại đây mình là nó trắng ra cái trí tuệ, cái minh mẫn mình đâu có biết đừng nói là mình nói chuyện với người ta. Cái bà mới nói là thôi bây giờ á, cái bên đó là nó không có cái cầu đi qua bển, bây giờ con kêu ta bằng mẹ đi thì ta sẽ đưa cho con đi qua bển. Thì cái lúc đó cũng nói trắng ra mình cũng hơi khôn, nó ngu cũng hơi khôn, có vụ mà kêu bằng mẹ đi lận cho bà đưa mình về nhà, chứ không không kêu bà bằng mẹ thì bà đâu có đưa mình về nhà đâu, mình đi lạc rồi. Dạ thưa mẹ, cái bà nói mày kêu thiệt hay kêu giả? Dạ, không, cái này con kêu thiệt. Dạ thưa mẹ, mẹ cho con đi về nhà đi. Thì bắt đầu này bà mới dục nguyên một cái khăn màu lụa màu trắng đó con, dục qua biểu con nắm đi. Thì cô Tám nắm cái khăn màu lụa phẳng phẳng vậy là bà bay một cái dù là qua một cái bên sông.
Qua một cái con sông rồi đó thì cô Tám mới không có đi về nhà, thấy nhà đông quá đi, cô Tám mới không có dám gì vô nhà, không có dám vô. Thì nhà thì má bà làm thầy với thờ ông thờ này thờ kia nhóc có chơi rồi mình đâu có dám vô. Mà mình nói là mấy ông kẹ không mà, chuyên môn mấy ông kẹ mấy ông bự không, không vô. Thì bà đẩy cô đụng một cái vách cái rầm. Thì cô mới giật mình thức dậy, thì người ta chạy trơn. Thì lúc đó là cô giật mình vậy là cô tỉnh hồn rồi đó nha. Tỉnh hồn mà cô mới kêu mẹ. Cái bà má bà mới lấy nước cho cô uống. Là tay chân cô cứng đơ, người ta mới bóp rượu này kia nọ. Cái đó là Tám cho con chèn lại, cái đó là mà sửa sạn là niệm rồi chưa sao? Cái đó là sửa sạn niệm rồi con. Tại vì sửa sạn niệm mình mẹ mình nó cứng rồi. Dạ, như vậy là Tám chết đi luôn. Nó, cái đó chết luôn. Cái đó là mình, cô Tám chỉ là, cô Tám nói cô Tám chết dắt luôn. Còn trên tầng thế này người ta làm gì mình không biết. Dạ. Tám gụ là niệm luôn. Cô Tám mình trên tầng thế này người ta làm cái gì là mình không biết. Tại vì khi là mình chết hồn mình đi rồi, mình đâu có còn biết cái gì. Cái đó là nói chung là sửa sạn chôn luôn đó cô Tám. Chắc là vậy. Dạ. Tại vì đã thấy là người ta bóp rượu mình, người ta chứ mình cứng đơ hết rồi. Là cái miệng mình nó cứng rồi, đơ chân này. Cái ông thầy của cô Tám á, là ông đó là ông tên là ông Ba Cậu Bông ở tại Sài Gòn. Dạ. Ông khúc mà cô Tám mất rồi đó là ông mới kêu mẹ đó cho ông đi chẳng ông cứu cho. Thì bà má bà không có cho, bà sợ rằng đó là cho ông đó là ông liền sinh linh cái. Không có cho. Cho nên là ông mới kéo cái lưỡi cô Tám ra, ông mới chích vô là ông mới nặng máu ra. Thì là ông mới tụng kinh là cô Tám mới quay đầu trở lại đó. Dạ. Trong khi mà tụng kinh thì cô Tám mới thấy là cái Phật mẫu vô trì. Wow, như vậy là Tám trong cái lúc mà khi mà xuất hồn đi thì Tám được gặp một bà lão. Bà lão là Phật mẫu vô trì đó. Mẹ mẫu vô trì. Thì lúc đó đó, rồi bà mới đẩy cô vô đó thì cô mới giật mình đi. Bà mới nói con gắng nhớ niệm ba một câu gì. Nam mô quang, nam mô vô trì kim mẫu đại thượng tôn. Thì con nhớ Nam Mô Du Trì Kim Mẫu Đại Thượng Tôn thì có ta tới con. Dạ. Là đó là cô Tám, lúc mà cô Tám sống lại, cô Tám giật tỉnh lại á, tỉnh lại thì Tám không có biết là mẹ Du Trì. Nhưng mà cái lời nói của cô nói ra cho mẹ biết á, cho bà mẹ trong nhà biết á, thì bà mẹ mới nói cái đó là mẹ Du Trì đó con, thì con thượng lên đi. Thì năm cô Tám thờ lên là cô Tám 18 tuổi. Dạ. Mà cô Tám 18 tuổi mà trong khi cô Tám bị hành căn 18 tuổi mà cho tới năm cô Tám là 25 tuổi. Dạ sau khi tỉnh dậy là bị hành căn luôn hả? Hành căn luôn. Là cô năm đó là cô là chắn, nó chắn là cô bị hành căn hồi nhỏ. Nhưng mà khùng hồi nhỏ rồi tới lớn lên rồi là không có mình biết bị hành căn. Mà khi mà cô Tám đã mất tỉnh, đã kêu bằng là mất rồi năm 18 tuổi. Thì tỉnh lại thì cô Tám mới bị hành căn năm 18 tuổi cho tới này năm 25 tuổi. Là cô Tám mới là ga căng. Yeah. Mà trong khi ga căng là một cái ca ga căng gì nè, là Tám bệnh một chặng nè, cô Tám mới thấy cái mặt con ma. Con biết rằng nó bằng một cái, con biết bằng cái thúng dê. Cái vụ mà gặp con ma bằng cái thúng dê này nè, là cô Tám nói cho con nghe. Yeah. Là cô Tám cũng nghe lời người ta mà biểu cô thiền đi. Cố gắng niệm Phật thiền đi thì con sẽ gặp cái mọi chuyện gì. Thì cô Tám cũng nghe lời. Nhưng mà lúc đó mình đâu có biết thiền làm sao đâu con. Chỉ là biết chi nghe ngồi mà nhắm mắt thiền gì. Mà thiền gì nè. Rồi thiền cái cô mới Tám gặp con ma đó là cái mặt của nó nha. Bằng cái tướng già, hai con mắt của nó bằng cái tô nè. Trời ơi là trời, cô Tám thấy rõ ràng luôn con. Có là thấy chứ không phải nằm chim bao mà con thấy nha. Yeah. Nó gió hù hù vậy, nó qua gì nó chá 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 vô mặt gì mà cái mặt của nó xanh, nó bằng cái thúng gì nè mà hai con mắt nó xanh lè ghê vậy. Cô Tám cũng gắng ngồi niệm, thì cô Tám nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ba La Tát cứu con. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ba La Tát cứu con. Mà cô Tám nó niệm vậy ha, cái từ nó tan nó biến hóa ra là thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Wow, tuyệt vời. Biến hóa, cái đó là con biết là cái gì không? Cái đó là Phật thử mình. Yeah. Cái đó là gọi là Phật thử mình. Thử mình coi coi mình có bị nhập tâm không hay là mình có bị lạc tâm không. Yeah. Rồi, nếu mà con thiền mà con nhập tâm thì con sẽ thấy được tất cả quyền duyên. Cái nhập tâm của mình, tâm mình đứng cho vững, không nhúc nhích, không long lai, không gì hết. Thì cái tâm mình nó mới được là nó được có cái quyền duyên, nó được ánh sáng vào cho mình cái tâm của mình. Thì nếu mà con trong khi mà con gặp những cái như vậy thì có thể là con buông ra thì con sẽ bị lạc. Yeah. Con buông ra con sẽ lạc. Tại trong khi đưa cho con vô dòng là U Minh,
Tức là cho con vào trong cái vùng của Minh đó, tức là con phải thấy cảnh nó rất là ghê gớm. Mà nhưng cái ghê gớm con thì con rất là kinh sợ. Thì cái tâm con tà thì con gặp tà, mà cái tâm con Phật thì dạ, con sẽ gặp Phật. Dạ đúng rồi. Dạ giống như là tâm mình nghĩ tới Phật là mình sẽ thấy Phật. Đúng rồi. Còn khi mà tâm mình nghĩ về ma thì nó sẽ thấy ma. Ma liền. Đúng rồi. Dạ. Tại vì khi con hỏi đầu tiên là nó phải cho mình thấy một cái mặt bằng cái thúng rơi, con sợ không? Dạ sợ. Rồi cái hai cái mắt của nó bằng cái đèn pin gì nè, nó cháy cho con xanh lè nè, con sợ không? Dạ. Sợ chứ mới không sợ. Nhưng sợ. Mày hỏi giờ trước con đó, con đã lỡ con ngồi như gì rồi? Con lỡ con ngồi gì rồi mà con thải làm sao đây? Con thải ra con bị giật cái bằng hồn sao? Đâu có thả được. Con gái ngồi đây giờ nó là vào chặn rồi. Thì chứ gì con Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ba La Tát. Mà Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ba La Tát, mà nhưng mà không phải mình niệm nhanh nha, niệm nhanh thì nó không có được nha. Mà trong khi đó là cái đó là cho nên là cô Tám cũng nhờ là của quyền độ cái quyền di cho cô Tám. Thì có Tám chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ba La Tát, mà cô Tám chỉ niệm là cái bằng là nhẹ từ từ của nó nhẹ, có biết không? Nó nhẹ rồi cái từ từ nó quá ra nguyên cái hình của Quan Thế Âm Bồ Tát, mà Quan Thế Âm Bồ Tát sống chứ không phải là cái hình nha. Yeah. Mẹ mới nói con à, tâm lành mới gặp Phật tiên, mà tâm phiền gặp tà dưới ma. Con nghe ta dặn, tâm lành mới gặp được Phật tiên, tâm tà mới gặp tà dưới ma. Ở hiền sẽ gặp Phật liền bên cạnh của con. Ráng lo chỉ trí huệ, huệ tâm minh mẫn sáng suốt. Đó là cô Tám gặp đó em. Còn con hỏi cô Tám á, tại sao mà cô Tám dốt mà cô Tám bi được cái chữ thiên? Dạ, cô Tám cho con chen lại cái cô Tám mà có kể con nghe nói cái mẫu chuyện mà giờ một vị nào cho cô Tám một cây búp thằng gì, thằng cây thì con bởi nói cô mới Tám mới nói hỏi tại sao mà cô Tám biên được cái chữ thiên. Dạ. Nhưng mà cô Tám nói cho con nghe là cô Tám dốt, cô Tám không có đọc kinh được. Cho nên là cô Tám đọc kinh thì cô Tám phải đọc đánh dần từ chữ, đánh dần cái từ chữ thì mình đọc, nhưng ta mình đọc có được đâu con, nó dốt. Dạ. Thì cái cô Tám mới ngồi thiền, ngồi niệm Phật hoài thường ngày. Niệm Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô, chứ cái không có biết cái niệm mà cúng của quyền. Chỉ con cái là nghe người ta đọc á, à, thành kính lại của quyền thất tổ, ngồi đáp ơn bảo bộ sinh thành á. Thì cô Tám chỉ đọc thuộc lòng thôi, chứ không có mình đọc được cầm cuốn kinh để đọc. Trời ơi, đọc như hoài mình không biết chữ sao đọc kinh, biểu mình thiền mình tu tập, mà tu tập rồi mình không biết chữ mình đọc kinh sao được, mà đọc cái dụ mà nói bà má có nói là nửa mày dở căn cho mà làm thầy, và cậu Sáu cũng nói mày dở căn làm thầy. Mô Phật ông Sáu ơi, cậu Sáu nói thiệt với ông, con dở căn làm thầy, con không biết một chữ nữa, ông kêu con làm thầy làm sao con làm đây. Thánh thần ơi, con không chữ nữa. Mà cái lúc đó là cô Tám là tỉnh lại là cũng như là 10 phần, mà cô Tám tỉnh 7% rồi. Yeah. Đánh chí cái minh mẫn của mình được 7% rồi. Mình mới trả lời với ông được như vậy. Trời ơi, ông nội ơi, con không biết chữ, ông kêu con làm thầy. Làm thầy sao ông nội? Cái ông nói vậy, mày có cái căn của bà, có bà tổ cô theo mày, mà cái gì con nói con không có bà tổ cô nào theo hết trơn á. Con gặp cái bà nguyên sói bằng cái bằng đội mão mang cờ lệnh là bả nhào vô cho mình con hoài à. Thiệt là cô Tám gặp cái đó đó, cái bà đó mới nhào cho mình của cô hoài. Tức là cô có cái điển của bà Nguyên Sói nằm mang cờ lĩnh cho mình con quay, mà hỏi cô ông bây giờ, con bây giờ nói thật chứ ông biểu con quýnh giỏi, con quýnh trong coi. Yeah. Mà trả lời ông nghe không, mà cô Tám hung lắm con, cô Tám quýnh lộn không mà không biết chữ lộn. Cái lúc vừa khai căn ra đó cô Tám biết quýnh lộn không, mà cô Tám không quýnh lộn, không biết chữ lộn. Thì con luôn, từ hồi mà đó giờ là chuyện đó nó trắng, nói ra là cô Tám bụp mà chứ không có. Quýnh lộn chứ chữ lộn không chơi. Chữ lộn cũng có chơi. Hồi đó là cô Tám nói chuyện con, hay là cô Tám chỉ có cái là mày nói là tao bụp mà bất kỳ cà mau ai quy đạo gì cô cũng bụp chứ. Hai chữ, con xin lỗi cô Tám, có nói gì cô Tám đừng có bụp hoài con nha. Tao có gì con, tại vì cái căn cái điển của cô nó như vậy đó con. Dạ. Còn chữ lộn hay là hoặc là đấu khẩu là cô không có đấu, không có biết đấu khẩu. Rồi cái con hỏi cái lúc đó là cái ổng mới nói á, thì con với việc con tới duyên con sẽ gặp là cậu Sáu nói gì, thì cô tới duyên gặp thì cô Tám mới cũng thời gian cũng lâu, mà cô Tám nhớ là lúc mà cô Tám giật mình vậy là cô Tám nhớ cái ngày cái giờ luôn, là cô Tám nhớ cái ngày đó là nó ngày 19 tháng 4. Ngày 19 tháng 4 là cô ngủ nằm một giấc ngủ của cô thật là dài.
mà giấc ngủ của cô thật là dài, mà trong nhà ai kêu cô cũng không thức hết trơn, nói cô ngủ mê. Nói nó ngủ mê mà nó thậm chí mà người ta phải kêu cô là vậy đó, là người ta tưởng là cô uống thuốc, tại vì lúc đó là cô cũng bệnh mà cô uống thuốc, sợ là cô uống thuốc bị lạm thuốc. Mới cho cô uống nước trà đường đó, đừng để giả thuốc. Mà không, cái đó không phải là chết, nó còn ngủ mê, là cho uống nước trà đường, tức trà đường để nước sôi trên đường này giả thuốc. Nhưng mà cái đó là cô ngủ rất là mê thiệt, mê cô mới gặp được cái cô đó, là cô đi là qua một cái vô một cái đám sa mạc. Một cái đám sa mạc nó không có cây có hết trơn, nhưng mà con thấy cũng như là mình đi tới đâu mình lúng nó như găng, con đi trong cái đám tiết. Mà nó sa mạc, nó không có nhà, không có cây cối hết trơn á. Giống như mình đi trên cát thì nó sụp xuống cái giò mình sụp xuống. Mà cái này là con biết nó, cái cát là khác, còn nó sa mạc là nó là trắng, nó tiết cái trắng tư, là nó không có phải như cát như bùn mình. Mây thì không phải mây, mà tiết nó không phải tiết, mà nó kỳ cục lắm, còn đi tới đâu cũng lúng cái đó. Cho nên đó là cô mới nói rằng trời ơi chết, chuyện này chết thiệt rồi, chứ không phải sống chơi, chết thiệt rồi chứ không phải chết chơi, mà đi cái này là không biết đường đi về nhà. Cái đường đâu đi về nhà. Cái cô mới gặp cái nàng tiên đó, nó từ trên trời bay xuống, bận nguyên đồ màu xanh đẹp cực kỳ. Rồi cô mới gặp bà, cái bà hỏi tại sao ngồi đây, cô ơi cô con đi lạc ở đây làm sao con đi về. Bà nói tại sao mà con không về. Cái nói con về, bà nói thôi mày nhắm mắt lại đi, tao cho mày cái này mày đi về. Cái cũng nghe lời bà nhắm mắt lại, thì bà mới cho mình cái viết. Cái viết của nó bả là nó bự, cái ngò cái đầu nó bự lắm, mà nhưng mà cái ngòi của nó nhỏ xíu à, là con biết cái viết lông, mà viết lông nó ngộ lắm, tức là nó cái đầu viết nó gì nè, nó bự gì nè, mà nhưng mà nó có cái ngòi gì nè, mà trên đây thì nó nhỏ, tuôn lên nó nhỏ gì nè. Cái bà biết mày viết chữ đi rồi tao đưa mày về. Biết chữ đâu biết viết, trời ơi biết chữ đâu biên ông nội, trời ơi biết chữ đâu biên, thì sợ quá đi mới nghe cái luồng gió quá sợ mới chạy vô trong cái giặt áo của bà, trốn trong giặt áo á. Trốn trong giặt áo đi, mà trong khi cô nói với con nghe, mà trong khi cô đi lạc đó là cô ở trần chuồng. Chúng nó thịt là mình tưởng tượng là mình con nít, mình mới sanh ra gì đó không phải, cũng như kiểu như cái dạng như con nít mà mình là cỡ khoảng là 90 tuổi vậy đó. Kiểu nào mà mình nhớ là cô bận cái quần xà lón, cô ở trần, là cô ở trần chứ không phải là cô bận đồ. Tại vì trong nhớ mình nhớ tưởng tượng như là mình là mới có 90 tuổi gì thôi, chứ không có là không phải lớn, mà cái năm đó là cô 25 tuổi đó. Là cô tại chim bao đó là cô thấy là cô cái dạng như cô con nít, mà cô mới trốn ở trong cái giặt áo của cô được. Thì cổ mới cho cô cái viết, cái cô mới thấy cô sợ quá thì cô mới vẽ đại ba chữ, mà ba chữ này trời ơi vẽ rồi biết đọc làm sao trời. Biết đọc làm sao trời, biết viết biết đọc sao. Thì thôi, thì cái lúc đó là bà nói tại sao mà vẽ cho mình cô cái nói chứ cô kia con vẽ đâu, giờ có chỗ đâu vẽ trong cáo của cô đi. Cái nói vẽ cáo này là cáo này nữa là của mày chứ không phải của cô. Đó chính là con. Cái cô mới hỏi cô là ai, cổ mới trả lời cô là Ngọc Nữ. Cô là Ngọc Nữ. Thì lúc đó là cổ nói rồi, cổ miếng mắt thì cô giật mình thức dậy. Thì cô giật mình như vậy thì cô mình mẩy của cô nó nhẹ như lông hồng. Nhưng mà người ta thức dậy thì mình mẩy người ta nặng nề. Còn cô giật mình thức dậy cô rất là nhẹ. Thì nó trắng ra thì cô rất là yêu cái sự mà để tu tập, mà để học đọc kinh. Cô rất là yêu để tu tập đọc kinh, mà rất tiếc là cô đọc không được. Tại vì cô không có biết chữ. Rồi cô mới nói trời ơi, không biết chữ sao đọc đây. Trong khi thấy cái viết đưa vậy mà biên ba chữ rồi nhớ ba chữ đó thôi. Rồi mới là ba chữ cô mới trong 2-3 ngày cái cô mới cầm cái viết của thằng em. Cô mới cầm cái viết của thằng em thì cô mới viết cái chữ như gì? Viết cái chữ gì? Đó. Rồi cái là cô mới viết cái chữ gì nữa, cái gì nữa. Đó. Rồi cô mới biên cái chữ qua gì cái nữa. Trời ơi, ba chữ này sao đọc trời? Dạ đúng rồi. Sao đọc? Chứ việc ngồi suy nghĩ hoài, biên gì đọc sao trời, biên gì chữ đọc sao đọc được, chữ này nó ra chữ gì, thôi cũng bỏ qua. Cũng bỏ qua một thời gian là mình nói trắng là mình biết biên như vậy thôi, rồi mình đọc sao mình cũng bỏ qua, mình cũng không có kinh nghiệm cái chữ đó ra sao. Thời gian là sao, cái một thời gian đã bỏ qua, cái cô cũng cúng lại xin ăn trên trời Phật mẫu mẹ cho con là được cái niềm tin để con cuối văn đổ thế, mà giờ là nó trắng kêu con làm thầy.
mà làm thầy thì con nó trắng ra là con không biết chữ sao con coi, mà còn cái coi coi cho ai giúp đỡ cho ai rồi sao đây dần sao được có cái hào quang. Thì cái ngày đó thì cô mới, thời gian sau cô mới nằm trên bao một lần nữa, thì cô nằm trên bao lần nữa thì cô gặp một người biểu, cô cầm một cái đèn đi đi học. Cô nói trời ơi, cầm cái đèn này, cái đèn nó ngộ cực kỳ, cái đèn nó gan, cái đèn cũ mà cứ bằng nó. Cô biết không, cái đèn mà để mà cái đèn mà để mà thằng à, thằng đèn á, cô biết không, cái đèn đi gan, cái bộ phim mà nó có cái thằng đèn á, cái đèn đó. Tới cái cô cầm cái đèn đó, cô đi nó bộ bộ đi học chống nạn một chữ hay gì trời, bộ chống nạn một chữ mình mới đi học vậy. Nói trong bụng phải nghe, nó chống bộ cho học chống nạn một chữ gì. Thôi cũng nghe lời, cũng đi tới chỗ đó. Mà tới chỗ đó thì giờ nó trắng ra thì cũng có xung quanh cũng già ba người vậy. Rồi mình mới gặp, mà mình ngồi mình bọc nó hỏi sao bây giờ biên mà đập làm sao được đây. Bây giờ không có thôi, giờ làm sao mà cái đèn mà đốt làm sao mồi. Bà mới nói mồi hoài không có sáng đâu con. Ngọn đèn của con không bao giờ mồi sáng, chỉ có một cái là con niệm Phật ngọn đèn nó mới sáng. Thì cô mới ngồi niệm Phật. Thì cô mới niệm Phật là niệm ba câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và rồi cái niệm Phật rồi Bồ Đề Tâm Phật trí tuệ sáng chân, cho con nhờ ngọn đèn trí tuệ mở lòng thâm ân. Ngọn đèn nó bật nó sáng luôn. Nó sáng luôn. Thì cô mới ngồi cô biên rồi, cái tự nhiên cô biên rồi, cái nghe một cái tiếng người thầy nói trả lời, mình phải trả lời. Mà nghe cái tiếng thôi chứ không có nghe, không có thấy cái dáng cái người đó. Nhưng mà nghe lời cái thầy biết trả lời, bà trả bài, thì bắt đầu là cô mới trả bài. Trả bài cái bên cô mới trả lời, ổng nói chuyện với cô á. Tha tha nhị nhị sĩ phồ lô thanh thanh khỉ. Rồi lúc đó gãi cái đầu nha. Cái đầu rồi đó, lúc đó gãi cái đầu thiệt, cái đó trong khoai văn chơi. Dạ, đúng rồi. Còn lúc, cũng chế giới. Cái lúc đó là cô gãi đầu thiệt, cái đó trong khoai gãi đầu văn chơi. Dạ. Bắt đầu cái ổng mới khều một cái liền. Biết trả lời, nghe cô trả lời. Hao nhị bạc sĩ sư phu phu thành thành. Là tự tự nhiên cô Tám phát lên luôn. Phát lên luôn. Bắt đầu ổng gõ một cái cốp, là cô trả lời liền một cái cốp liền. Lúc đó là ổng hỏi rồi cô gãi đầu. Dạ. Rồi cái ổng mới gõ cô một cái bắt đầu cái cô mới giật mình. Lúc đó là lúc giật mình là trả lời thế là sao rồi. Mà trúng. Nó trúng. Ông nói hào hào hí hí, tức là hào hào hí là giỏi đó. Dạ. Hào hào hí hí là giỏi. Cái này hà lì là mô phật. Ơi là cái cô nó thiệt, cái con cái tim bao cái đềm của cô giật mình thật vậy nha. Cô cũng chẳng có tin được. Cô không tin luôn, nó thật con. Dạ. Cô không tin bản thân của cô, không tin. Có đó là cô nói mô phật cái thầy tổ, lúc đó cô không tin. Là tại vì là trong trong cánh họ của cô làm thầy, mà trong khi cậu Sáu làm thầy á, ông có cái chuông bự. Cái chuông bự lắm, mà ai bỏ tiền vô đây cái chuông á thì cô thò tay cô móc. Cô móc. Và ổng có nói đứa nào mà móc trong cái chuông này á là lấy tiền là bị học máu. Cái cô cũng trắng mắt, thò tay móc vào làm. Rồi cô cho đồ học máu. Chứ không cho đâu có học máu đâu, là cô lì, cô không có tin thầy bà, cô lý lắc vô lắm. Mà tại vì cô biết mấy con khùng mà, mấy cái người khùng mà mày lên đi, nó đã khùng rồi đâu có sợ. Bởi đó, cô mới hỏi á, bây giờ các quý vị nghe cái câu gì cô nói nha, hiện trường bây giờ cô nói cái gì nghe không? Tôi á là thần xuống thế, mà con biết trên các vị thần con sợ thần gì nhất? Dạ, cái này con chưa nắm. À, chưa nắm, tại vì cô là nghiên cứu các vị thần á, nghe không? Ai mà nói tôi vị thần gặp cô trả lời. Các vị thần mà thằng nào cô cũng chẳng có sợ thằng nào chứ. Thế cô không có sợ thằng nào hết trơn. Mà cứ bằng á, một là cô sợ thằng lỗ mãng, điểm thứ nhất là cái thằng lỗ mãng. Hai là cô sợ thằng kinh. Trời ơi con ơi, cái cô là cô sợ cái thằng kinh chứ còn không có gì thằng nào trơn ơi. Không có thằng nào mà xuống thế trơn á. Thằng kinh, thằng lỗ mãng. Cái thằng kinh có nhiều lắm con, cô là cô sợ thằng kinh. Cái bắt đầu cái ông cổ Sáu cô nói cô chừng thằng bẻ cổ mày, nó thiệt chứ ông con không sợ thằng nào chứ con là thằng kinh nè, con là sợ thằng kinh nè. Rồi á là cho nên là cô mới nói rằng là cái ông mới nói trời ơi là trời ở đây nó thiệt chứ mày ha, các đệ tử không sợ ai chân sợ ngốc khùng. Mà kêu cô là con út khùng. Thấy không? Đó.
là cho nên nó là cô mới nói rằng vậy, thế cái cô mới thôi bỏ qua cái chuyện đó thằng. Rồi cô mới nói ngồi vậy, cậu Sáu bây giờ con nói cậu nghe, cậu làm thầy mà cậu về đây, cậu về ông biết không, cậu về ông chính sái, con giờ con về ông gì, cậu về cậu ông cậu sái của cô là gì, thôi là gì làm thầy là ông chính sái. Dạ. Giờ coi cậu ông gì ông giờ ông tránh không, ông về ông tránh, bây giờ con về ông thằng gì, con về ông gì, bây giờ con với ông chơi nè, con với ông chơi. Ông mới nói là cái giờ là chơi thì chơi, mày chơi thì chơi, bây giờ con chơi sao, bây giờ con cho con mượn cái viết đi, ông cho con mượn cái viết của ông đi, cái viết của ông mà cái viết mà nó chấm mực á, cái viết bút tàu, ông cho con mượn cái viết của ông đi. Dạ. Giờ ông cho con xin mượn cái cuốn tập của ông luôn. Giờ hai cậu cháu mình ngồi làm bạn chơi. Ông nói trời ơi trời, chị Tư ơi, là chị Tư ơi, con Út bữa nay nó quậy em rồi, chị Tư ơi, chết tôi rồi, thì chị Tư con Út nó quậy rồi. Mà lúc đó là cô nói thì cô vẫn nghe, cô nói mà cô vẫn nghe, mà con mắt của cô vẫn thấy. Dạ. Chứ không phải là cô nói mà cô không nghe, con mắt cô không thấy. Bởi tôi nói quý vị nghe nha, các bạn, các quý vị, mình từng làm thầy mà từng tu tập, mà năm nay là mình cũng 71 tuổi rồi. Là mình tu tập là năm mình 25 tuổi, mà tới năm nay 71 tuổi. Quý vị à, đừng có ai nói vụ mà làm thầy mà có cái phần căn mà gì là không biết. Cái mô Phật biết, mắt thấy, tai nghe. Mô Phật nghe, mắt mình thấy, tai mình nghe. Tại cô là hai, con tính từ năm cô 25 tuổi tới giờ cô 71 tuổi là cô là bao nhiêu năm? Con mắt mình thấy, cái tai mình nghe, nhưng mà có cái điển quyền di xuống cho mình á, nhiều khi mình kiềm chế không được, cái điển nó quá mạnh mình kiềm chế không được, cái vụ mà mua giỏ quýnh giỏ mua hát rồi đó, là cái đó là cái điển của nó mạnh, cho nên nó xuống lại cho những cái người nó phải có cái bằng căn riêng, cái căn múa căn hát căn này kia nó cũng phải lo căn là hội hợp để chầu cha chầu mẹ, hầu cha hầu mẹ. Nhưng mà còn nói về mà những mà hôm mà tại sao mà những cái phần điển linh hay điển quyền di á, nhập vô mình không biết. Dạ, mô Phật nói cho quý vị nghe, mắt thấy tai nghe hết. Cho con chen lời người ta, thí mà ông cọp mà về đó là cái đó mà về ở nhà đó là theo cái đó đúng hay là sai, còn đó, về ở trong mà chỗ miếu ông cọp á, cái đó là còn cái đó đúng là sai, cho con hỏi hai nơi. Cái mô Phật cái đó là mình cũng không có dám nói mà dạ, nó quá cái chuyện dạ, quyền di của người ta dạ. Thì mình nói ra thì nó có hai bên ghi dạ, chép dạ, nó chép mình nó ghi mình, nhưng mà cũng có là cái sự người ta cái đó là cái điển nhập tâm thôi con dạ, chứ không phải mà hỏi về thật. Cô cũng có cái sự mà ông sơn thần gì nè dạ, cô cũng có sơn thần gì mà nhưng mà dì điển, nhưng khi mà dì điển là con biết, cặp mắt mình thấy, tai mình nghe chân, nhưng mà con cái là nó quá mạnh mình kìm không được, thì con cũng như con nghĩ là cũng như là cô nãy giờ là cô nói rằng ông thần gì không sợ mà cô sợ thần kinh dạ, thần nhiều chuyện nữa. Cái đó là cô nói thật, ông thần gì không sợ mà sợ thần kinh. Trời ơi, con thần kinh đó con mấy ông đó nó lo kiềm chế được cái thằng đó đâu. Là cô nói cho con nghe như vậy. Cái thần kinh nó không kiềm chế được cái bản thân, nó muốn bụp là bụp mà, nó không kiềm chế. Nhưng mà tới chừng mà nó giật mình rồi nó chẳng nhớ. Nó vẫn là nhớ, cô từng nè, cô từng thằng thần kinh nè. Rồi bây giờ là trả lại, con xin lỗi cô Tám, trả lại cái câu mà cô viết cái chữ rồi bắt đầu là cô mới nói với cậu Sáu á, mô Phật nha cậu Sáu ơi, cậu Sáu ông mất rồi. Mới nói mô Phật nha cậu Sáu ơi, con với ông đấu chơi nè. Ông nói trời ơi chị Tư ơi, chị Tư bữa nay con Út nó quậy tôi, chị Tư ơi, cái đầu cái ông mới xin lúc bà cả nhà nhận giải ông mô Phật là cho ông chính gì là chuyện với con chơi. Bắt đầu ông chính cặp mắt ông đỏ lơm vậy ha, cái là cái cô mới biên cũng như giờ cô nói em cô mới biên mà cô biên cái chữ, bắt đầu cô biên cái chữ nhỏ nè đó, đó chữ nhỏ. Có nhiều người hỏi á, cô Tám ơi, cô biên rồi, cô biên được lại được không, cô biên được cái chữ thiên, tại vì bữa là cô Tám biên ở trên mạng cái có cái em đó, em nói em bả biên rồi chứ biên lại làm gì có được lại không đó. Tám viết chữ thiên đẹp quá. Là cô Tám là bây giờ chữ là chữ Việt là không biết chữ nào luôn đó cô Tám. Biết chứ. Sao hồi nãy cô Tám thì cô Tám nó, cô Tám không biết chữ mà trong khi là cô được có cái điển quyền linh dạ, cho cô biết được kia chữ. Chúng là cô Tám không có tới trường học đó quý anh chị. À. Nhưng mà có cái quyền gì thì viết chữ được hết.
rồi tám biên. Nó là cái chữ. Còn á đâu cái cô tám á đề cái ấn là cô tám vẽ cái chữ bùa cho ổng. Đề ấn nha. Cô tám nói tao chấp tay cái đầu cái ổng á đấy, tao chấp tay tao lại mày. Cô tám mới trả lời. Bắt đầu chấp tay lại ổng nha. Xa xỉ sư phụ phờ phần là xin chào sư phụ. Mặc lại lại xin xin sư phụ tha tội cho con. Não não khô khô phân xỉ xỉ có lầm gì sư phụ cũng tha thứ. Hảo hảo sẵn sẵn si khâm đan 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 mô Phật là sao phì sở chịch. Nó là biểu sư phụ dạy cho con nhỏ. Ổng mới cho nó, ổng mới lấy mau xẹp phải chứ, mau xẹp phải phải chứ. Tức là ổng nói mau xẹp phải đi, tức là tao không có dạy mày đâu, dạy mày quýnh tao chết. Dạ. Ổng nói mau xẹp phải mà, mau xẹp phải vậy. Đó, thì là cô bác anh chị, cái này là nói thật thì ưa mít lòng, mà tôi xin là quyền di của ai tôi không có hiểu. Cái quyền di của tôi là bên này nó như vậy. Cho nên là mình tu tập thường xuyên muốn hiểu biết được thì các vị các cô các cháu nào có cái linh căn mà biên chữ thiên này được thì những cái lời của cô tám nói thì bây giờ con cháu ở đây nếu mà có ai cũng có ngọn đèn trí tuệ, tức là ngọn đèn trí huệ, một ngọn đèn trí huệ của mình chứ không phải nói là mở mắt thứ ba, không phải là có mắt thứ ba của mình. Cái ngọn đèn trí huệ mình nó nằm ngay đây, tức là trước là mình phải có huệ tâm, huệ nhĩ, huệ nhãn mới được có cái ngọn đèn trí huệ, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tâm lành thì cái gì nó cũng sáng, tâm hiền cái gì nó cũng được, mà kêu bằng cái tâm tà thì tối tâm, mà tối tâm mà chữ huệ minh mẫn nó không có. Thì cho nên các em cũng có nhiều là cô cũng thấy các em cũng biên chữ thiên, một hai nữa là các em nó tiếng thiên, mà trong khi mình cha mẹ đã ban cái điển xuống cho mình, cha trời mẹ đất đã ban xuống cho mình cái điển thì cho nên là mình phải biết cái chữ thiên. Trong khi cái chữ thiên mình đã nói ra được thì mình biên được thì mình phải giải cho bá tánh ta nghe được. Thí dụ còn nếu mình biên không được mà mình nói chuyện chữ thiên được, nói như bẻ cây, nói dỗ giỏi nhưng mà mình không tháo được, gọi là buộc chứ không có tháo, thì cái phần linh căn nó rất là khổ. Mà mình phải buộc được thì mình mới tháo được, cái phần linh căn nó mới sáng. Là sáng căn, sáng trí, sáng tâm, sáng huệ, sáng nhĩ, sáng nhãn mới hay, sáng lòng, sáng sáng, chữ suốt cho ta. Rồi là cô tám thì dốt chữ, không có đọc chữ thường xuyên mà để cho mà được biết thao thao thanh thanh. Thì lòng cô tám tu tập sao thì cô tám nói vậy. Thường ngày thì cô tám chỉ có tu tập đó là sáng, 5 giờ sáng tắm cúng tắm lại, tắm thiền 1 tiếng. Chiều nếu mà tám quẩn không khách khứ, tắm thiền 2 tiếng. Đó. Còn nửa đêm 12 giờ thì tám thiền được 1 tiếng. Đó là cho nên là tám được nó được cái minh mẫn nó sáng suốt cho mình. Yeah. Nó được cái minh mẫn nó sáng suốt nó được cho mình nó huệ. Rồi đó là còn tám có thể là tám thấy một lần tám thấy ông Quan Công Thánh Đế, tức là ông Quan Vũ xuống dạy võ cho tám. Từ mặt trời lặn mà bay qua tới mặt trời mọc mà ông vượt tám chạy nha, trời ơi, chạy súc bầu tóc luôn. Tám gặp ổng bản nguyên bộ đồ giáp mà cầm đao ổng vượt. Hỏi các con làm sao con không chạy được, tự nhiên con gặp thứ đó mà con làm gì không chạy. Dạ. Chạy thấy bà nậu luôn đó, phải luôn. Không phải giỡn. Tám mới chạy rồi thì ổng thò cái tay dài gì, ổng nắm cái giặt, ổng nắm cái áo của tám gì, ổng kéo lại gì. Là tám mới đứng chết chân nó luôn rồi, đứng lúc đó là đứng luôn rồi, không còn cái đường nào mà để mà xây chở nó hết trơn, không còn đường nào mà nói trắng ra là đầu hàng thua rồi đó. Dạ. Đầu hàng thua chặn rồi đó. Thì ổng mới buông ra là ổng mới dạy cho tám á. Ổng nói con đi ra thì người ta nói văn võ thì xong toàn, hỏi là văn là gì, văn chương ha, văn chương chữ nghĩa phải võ xong toàn, mà ổng mới biểu cô tám là gọi rằng là kêu bằng móc gió đưa mây. Thần ơi, móc gió đưa mây sao, mô Phật, móc gió đưa mây sao, bây giờ con nghĩ móc gió đưa mây bây giờ cô tám nói gì con hiểu, tụi con hiểu không? Dạ chưa hiểu nữa. Móc gió đưa mây. Yeah. Móc gió vô gì con phải đưa mây gì nè ha, con móc cái gió vô gì nè con phải đưa mây. Trời ơi, kêu móc gió mà đưa mây, cô tám không hiểu cái dụng móc gió mà đưa mây. Dạ xin ngài, móc gió đưa mây là sao ngài chỉ con đi. Ổng nói móc gió nè, thấy không? Yeah. Đưa mây không, móc gió nè, rõ ràng ha. Đưa mây. Wow, tuyệt vời. Thấy không?
con thấy không? Bây giờ tụi con nè, móc gió nè, gõ gàng, để xuống gì? Đây nè, để xuống gì? Đôi mày, ha, đó, lòn binh, hậu kề, thấy không? Đó để gì nè, đó đôi mày gì? À, lòn binh, hậu kề, tức là hai bên đánh hậu mình nè, ok, qua gì? Trời ơi, tôi thật với con á, con có thấy cái điềm chim bao mà dạ như vậy rồi nhắm của con học được liền không? Dạ, nếu mà một người bình thường thì có thể không nhớ được cái giấc mơ luôn. Đúng rồi, con học được luôn. Con hỏi con học cái gì được không? Đưa may gì con để xuống gì không? Còn mình không kề, để gì không? Con nhắm không? Đó, bây giờ cô làm y gan đời hoài vậy cho con này. Có được không? Không bao giờ được. Bắt đầu thức dậy ha. Cô Tám giống khùng lắm con. Cô Tám thức dậy là cô Tám giống khùng lắm con biết sao? Đi ra múa bộ làm liền. Dạ. Trời ơi, cô Tám giống khùng có biết sao? Trong nhà ai cũng dòm, trời ơi, nhỏ này cái gì mà giờ này mà giống nó làm cái như vậy hả? Con nghĩ thức dậy rồi con làm liền. Thức dậy là con biết giật mình vậy, 3 giờ sáng con ngồi con làm gì? Dạ. Cái gì rồi con hỏi nhắm sao đây? Mày múa hoài vậy, mày múa tối ngày, mày múa hoài vậy, múa. Dạ. Đó rồi á, là cô Tám mới là hồi ngày xưa thì cô Tám mập lắm, mà cô Tám dám điện mình, cô Tám phải thon tướng ta rồi á, là cho nên á là ổng mới nói một câu này nè: con ơi, thân con là bụi trần, không thể nào bệnh tình con trị được. Tức là cái thân của cô Tám là bụi trần, bệnh tình của Tám là không có trị được. Tức là nói rằng càng ngày càng lợi nhiều thân, tức là cô Tám phải ban càng ngày càng nhiều thân. Đứng giảm do nên con là nói cô Tám á, đứng lợi giảm là do nên cô, chứ không có thuốc men để trị cái bệnh của cô. Tại vì bệnh của cô là, tức là cái bệnh của cô là thuốc không có thuốc trị, không có thuốc điều trị. Nhưng mà nếu mà cô Tám cái tà tâm, hay hoặc là cô Tám có cái lòng tà đạo, hay hoặc cái chuyện gì, thì cô Tám càng ngày nó càng nhiều. Có thể là càng ngày nó càng phát sinh ra nhiều, càng ngày nó càng không có thể thuốc trị mà. Yeah. À, có biết cô Tám bệnh của cô Tám là như gì? Con hiểu không? Ha? Yeah. Chỉ nó càng ngày nó càng nở ra nó phải nhiều. Ừ. Nở ra nhiều. Nhưng mà cô là ông biểu cô Tám không có nên có chồng. Mà tại cô Tám cãi là cô Tám có chồng. Yeah. Cô Tám cãi có cái đó thôi, chứ còn không cãi cái gì hết. Cô Tám cãi cái đó, cãi chỉ cãi cô lập gia đình, có chồng thôi. Chứ còn cô Tám không cãi cái gì, ngoài ra là cái sự tu tập, ngoài ra là cái sự hiền đức, hiền lương, ăn ngay ở thật, không tham, không nói móc, không nói méo, không ở đời nó chắn ra là cô Tám làm theo. Yeah. Nhưng mà cô Tám có chỉ cãi là cãi cô Tám lập gia đình, thì cô Tám mới phát sinh ra nhiều. Yeah. Ừ. Nhưng mà trong khi cô Tám không còn về cái tình ái nữa, thì bắt đầu là cô Tám lặng, mà bây giờ cô Tám thấy là cô Tám rất nhẹ nhàng, mà cô Tám rất là nó phong phú, khỏe hơn, nó phong phú, nó nhẹ nhàng luôn, hơn là mới trắng là nó ok 80% đó. Yeah. Là cho nên là cô Tám nhẹ nhàng, bởi cô Tám mới nói cái bệnh của mình trị được hay không là do nên tâm. Cái bệnh của mình trị được do tâm phải ở đời hiền đức trung thật, đừng có kêu bằng mua thần bán thánh, thì cái tâm của mình nó sẽ định an cho mình. Dạ thưa cô Tám, cô Tám cho con hỏi thăm á, cô Tám hiện tại bây giờ thì con được biết cô Tám đang làm thầy, tuy nhiên cô Tám có thể giúp được gì cho quý vị Phật tử? Hy vọng rằng cô Tám có thể chia sẻ cho con được biết hay không ạ? Cô Tám thì làm thầy, nhưng mà có thể là cô Tám ngày xưa thì cô Tám cái hồi mà nó chưa có cái bùng nổ mà về cái bệnh ôn dịch này thì cô Tám làm thầy là cô Tám cô tai cô bói bằng bệnh bằng quạng cho người ta soi căn nó trắng ra nhân dân, cái chuyện gì cô cũng giúp được, có thể là bệnh quạng chuyện gì cô giúp được hết hoàn toàn. Dạ. Mà nhưng bây giờ từ hồi mà bệnh dịch giờ cô Tám chỉ có nguyện chỉ có cha mẹ bề trên cho con là rút lại những cái chuyện mà con vừa làm qua, cái chuyện mà con vừa làm qua cũng như là cô Tám mà cho con bùa bằng ăn. Dạ. Cho con bùa đi vợ chồng, cho con bùa làm này làm kia nọ, thì cô Tám dẫn nguyện bề trên nó, cha mẹ bề trên nó, bây giờ cho con xin trả cái ấn lại, cái ấn nó con xin trả lại, con không làm cái ấn đó nữa.
Dạ. Bây giờ con chỉ có là soi căn, bất kỳ người nào có bệnh căn, cô Tám lợi cái việc là quyện căn, soi căn cho người ta. Nếu mà người đó có ma, có tà, cô Tám thấy được hết, cô Tám sẽ đưa cho người ta đi đi tu tập. Dạ. Đi tu tập, chứ mình không có quyền nhốt người ta. Có thể là cái người đó trong của quyền của người ta, hay là của ai, của gì, hay là mình đưa cho người ta đi tu tập. Đi tu tập hay là hoặc là mình cho người ta ở tại cư gia mình để mình luyện cho người ta học, học theo mình để đường đạo gì, ta cứu dân độ thế. Dạ, con hiểu. Là một. Còn hai nữa thì cô Tám sẽ giúp cho cái người đó trong gia đạo mà ăn khó khăn. Cô Tám chỉ cho người ta gì, người ta cúng quải trong gia đạo, trong của quyền thất tổ người ta gì, ta mặc cho quyền của người ta. Giống như là cô Tám sẽ khai sáng giúp. Đúng rồi. Dạ, cũng như là cô Tám là khai đường, khai quang cho người ta được bằng là sáng suốt. Dạ. Để cho người ta được mở cái đường sáng của người ta ra, người ta làm công danh sự nghiệp của người ta. Cô Tám cho con hỏi, mình soi căn, mà ví dụ mình soi căn mà người đó mình có hỗ trợ về người đó về làm thầy được luôn không cô Tám? Được chứ. Dạ. Tại vì trong khi căn của người ta mình biết, ví dụ mà nói thật chị, căn của người ta nói thật chị có biết không, rất là nhiều căn. Dạ. Một là cái căn của người ta gì, người ta làm thầy. Dạ. Thầy thì nhiều thầy. Thầy coi tai, thầy coi bói, làm bệnh, làm quản, thầy này, thầy kia, nó chắn là nhiều thầy. Dạ. Mình hỗ trợ cho người ta là gì, ta làm thầy. Cái đó là mình không có chặn ngang người ta được, không có quyền nhốt thì người ta. Cô Tám nói là muốn gì thì trực tiếp, còn qua điện thoại thì cô Tám không tiếp đúng không? Đúng rồi, với lại cô bác nào mà muốn điện, muốn cần cái điện thoại của mình á, thì điện qua trực tiếp, ví dụ cô Tám có thẻ thì cô Tám dẫn cho chị địa chỉ đi tới cô Tám giúp. Yeah. Là giúp nó trắng ra, nó trắng ra không có tốn tiền là bao. Phí, miễn phí. Chỉ có một cái mình có cái tâm thôi, ha, yeah. Để mới nhất. Mà còn các em á, mà hô mà nhắn tin qua Zalo của Tám, đừng phiền của Tám, tại vì cô Tám không đọc tin nhắn mà không trả lời tin nhắn. Yeah. Không đọc tin nhắn mà không trả lời tin nhắn. Tại vì là cô Tám đừng có phiền của Tám. Tại vì cô Tám không có ở không, cô Tám chắc tiếc là không có được quẩn. Rồi, cho nên là cô Tám không có ngồi mà để cô Tám trả lời cái tin nhắn. Dạ. Dạ, thưa cô Tám. Cũng cảm ơn cô Tám. Thì hẹn quý anh chị và cô chú video tiếp theo. Cảm ơn mấy anh chị rất nhiều.